Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Villa đây. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành nha. Sáng nay thì Villa với chồng sẽ đi ăn bún bò mọi người ạ. Thì mọi người thấy trước mặt sẽ là một dĩa rau, rau quế nè, rau mùng tơi nè. Và kế bên sẽ là những cái gia vị ăn bún bò Huế, chanh nè, ớt sa tế, tỏi ngâm, tương, ớt, tương, ăn phở, bò và nước mắm. Thì cái quán này Villa hay ghé ăn nhiều nhất trong tất cả các quán bún bò mà gần nhà Villa. Villa cực kỳ thích cái quán bún bò này, nó rất là ngon và đậm đặc. Quán bún bò này có tên là A7 nha mọi người. Có thời gian ghé qua thì mọi người nhớ ghé nha, đường Nguyễn Xiển, quán bún bò A7. Thì địa chỉ mình cũng không nhớ lắm. Thì bây giờ mình sẽ quay lại với dĩa rau của mình. Thì dĩa rau xanh lè xanh lét luôn á, rau bắp chuối rất cực kỳ ngon nha mọi người. Rau quế nè, rau ngò gai nè, rất là thơm luôn. Thì Villa đã order một tô bún bò gân chả, và chồng Villa thì có order một cái tô bún bò tái. Hai vợ chồng không có ai giống ai hết. Kèm đó nữa là rau muống trộn với lại giá nha mọi người. Đó, có hai dĩa rau luôn á, nên là tha hồ mà ăn luôn. Tô bún bò có giá là 35.000, 25 cũng có cho trẻ em nha mọi người, nên là ăn bao no tới chiều luôn á. Ngày nào ăn ở đây thì Villa cũng bỏ bữa bữa trưa hết á mọi người. Tại vì cái tô nó rất là nhiều bún bò, nên là ăn xong là trưa không ăn nữa, đợi tới tối mới ăn. Ở đây còn có bán lẩu bò nữa nha mọi người. Lẩu bò thì mình cũng đã mua rồi và ăn thử rồi, cũng rất là ngon luôn. Trời ơi, ngồi ở đây cực kỳ nóng luôn á mọi người, nhưng mà thay vào đó thì cũng có quạt. Ta-da-da, bún bò chả gân của mình đã tới rồi đây mọi người. Trời ơi, nồng nặc mùi bún bò Huế luôn á, thơm cực kỳ thơm luôn á mọi người. Đó, cục chả giò, chả bá lửa luôn á. Mình rất là thích ăn bún bò chả gân á mọi người, tại vì gân nó sịt sịt. Thay vào đó người ta sẽ cho mình thêm 2 ly đá, chả đá nha mọi người. Chả đá uống rất là mát và thơm nữa. Đó, tô của chồng mình là bún bò Thái có chả luôn nha mọi người. Chồng đang lau đũa muỗng á mọi người, còn mình là cầm cái máy quay nên là không có lau được. Mọi người thấy cái tô bự chả bá lửa không? Nên là ăn no tới trưa luôn á. Một cái tô này có giá là 35.000 thì hai người ăn cũng được. Bữa trước mình mua đem về là nguyên cái nhà mình ăn ba người, xong mình chế thêm mì gói vô nữa là ba người ăn đó mọi người, chứ không phải là một người ăn đâu. Nên mình mới hay than là ăn no tới chiều luôn á. Đó, mọi người thấy cái tô nó bự chả bá lửa không? Mình cho hai muỗng ớt sa tế nè, một ít nước tương, một ít tương ăn bún bò với lại tương ớt nha mọi người. Và giá, rau muống trộn và các rau thơm nữa. Bởi vậy ta nói ăn no tới chiều là vậy đó. Tô giống như kiểu tô đặc biệt luôn, nó muốn tràn ra ngoài luôn đó mọi người. Bây giờ thì Villa với lại chồng sẽ bắt đầu thưởng thức tô bún bò của mình đây. Xin mời cả nhà cùng ăn tô bún bò với hai vợ chồng mình nha. Chồng mình nhịn không được nữa nên là đã quốc rồi đó. Bây giờ mình sẽ quay cái mặt cận cảnh cho mọi người xem cái mặt ham ăn của ổng nha. Nói thiệt ra là giờ 8-9 giờ sáng á mọi người, nên ổng rất là đói. Đó, người ta còn mua order về, còn ở đầu bên kia đó là anh chủ á. Thấy chưa, mọi người thấy ổng gắp rau chưa? Mình thì mình đã gắp sẵn rồi nên là mình cầm máy quay mình quay nhanh hơn là ổng vừa ăn vừa gắp bỏ vô tô. Mình sẽ quay một cái đặc trưng mà mình thích nhất ở quán này. Một cái bảng hiệu coi chừng sa tế cay lắm đó nha. Trời ơi, cái quán dán cái kiểu như là quảng bá cái hũ sa tế á, thiệt dễ thương lắm luôn á. Trời ơi, ghi thiệt đúng có tầm luôn á. Coi chừng sa tế cay lắm đó nha. Trời ơi, mà ở đây hầu như là cô chú ai cũng lớn tuổi hết á, mà ghi cái dòng chữ thiệt dễ thương lắm luôn á trời. Mà cay thiệt nha mọi người. Mọi người lưu ý nha, mình có ăn cay ít thì mình để một muỗng nhỏ ít thôi, đừng có ham hố mà để như mình cay lắm ăn không nổi đâu. Bây giờ là mình sẽ quay cho mọi người khung giờ cái quán bán nha mọi người.
mình không có review lấy gì ta quảng bá đâu nha mọi người. Tại vì mình thấy quán ngon thì mình sẽ review cho mọi người xem. Sáng thì bắt đầu bán 6 giờ sáng tới 11 giờ, chiều thì 4 giờ 30 tới 7 giờ tối nha mọi người. Nên là ai có ghé nhớ ủng hộ quán A7 nha. Tại vì quán thật sự ngon nên mình mới giới thiệu cho mọi người cùng ăn và cùng thưởng thức thôi, chứ chở ai đâu đi giới thiệu đúng không mọi người. Mọi người nhớ nha, ai mà đi qua quận 9 đường Nguyễn Xiển thấy cái quán bún bò A7 thì mình phải tấp liền nha. Tại vì cái bún bò này không ăn gì đó hả, tiếc lắm luôn á, thì nó rất là ngon. Mình vô đây mình ăn, mình thích nhất cái hũ sa tế mọi người. Chứ thật ra là vô mà quán ăn của mình mà không có ớt sa tế là mình thấy ăn nó kiểu như là thiếu thiếu á. Nên là mình cực kỳ thích bún bò ở đây là vì có hũ ớt sa tế nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn và mình sẽ dừng video tại đây. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Nhớ đăng ký like và subscribe nha.